Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng nên ngày hôm qua mùng 3 tháng 5, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 cho đến 38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 39 độ, thậm chí vượt ngưỡng 40 độ như ở Mường La, Sơn La và Mai Châu Hòa Bình 40,2 độ, Yên Châu 40 độ, Con Cuông 41 độ, Tây Hiếu 40,2 độ, Quỳ Hợp Nghệ An 40,1 độ. Trong ngày hôm nay, dưới sự khuếch tán của khối khí mát ở phía Bắc, vùng áp thấp nóng bị thu hẹp hơn nên nắng nóng suy giảm ở miền Bắc. Nhiệt độ trưa chiều nay tại phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, giảm xuống từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt tại phía Tây cũng suy giảm, với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ còn từ 35 cho đến 37 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng tiếp tục giảm thêm ở các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ. Mây nhiều hơn và mưa dông cục bộ được dự báo xảy ra ở một vài nơi. Sau đó, đến ngày mùng 6 và ngày mùng 7, những sóng lạnh nhỏ liên tiếp tăng cường thêm nên mưa dông có khả năng tăng hơn dưới diện rải rác, không chỉ tập trung ở các tỉnh phía Đông mà còn có thể lan rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ. Mưa không nhiều nhưng cũng khiến bầu không khí trong hai ngày nghỉ cuối tuần này trở nên dễ chịu hơn, với nền nhiệt phổ biến chỉ từ 28 cho đến 31 độ. Ngay cả khu vực Tây Bắc cũng có nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống dưới ngưỡng 33 độ. Cũng nhờ ảnh hưởng của khí mát phía Bắc, nên thời tiết ở các tỉnh thành phía Bắc của Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trong 2 đến 3 ngày tới sẽ có biến chuyển với những cơn mưa rào và dông xuất hiện rải rác trở lại trên khu vực, làm nên nhiệt độ giảm dần xuống dưới ngưỡng 32 độ, nắng nóng chấm dứt trên khu vực từ ngày mai, thời tiết trở nên dễ chịu hơn trong những ngày đầu tuần qua. Trong khi đó, phía nam khu vực, từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, do không chịu ảnh hưởng của khí mát phía Bắc, nên trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục trạng thái nắng ráo, chỉ xuất hiện mưa rào cục bộ trong thời đoạn ngắn vào chiều tối. Dẫu vậy nên nhiệt độ trưa chiều cũng có xu hướng giảm nhẹ, thời tiết bớt oi bức hơn. Nhìn chung thời tiết ở phía nam của Trung Bộ sẽ không gây cản trở cho hoạt động giao thông cũng như du lịch của quý vị và các bạn trong những ngày cuối tuần này. Lui xuống phía nam ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những nhiễu động từ phía biển xu hướng hình thành nhiều hơn sẽ gây mưa dông tăng hơn ở các tỉnh thành phía Nam trong những ngày tới. Đặc biệt, mưa dông có xu hướng tăng lên diện rộng trong hai ngày nghỉ cuối tuần này. Những cơn mưa khiến cho thời tiết ở nơi đây dịu mát hơn khi đêm về, nhưng bà con cũng cần chú ý với hiện tượng dông sét và gió giật mạnh thường đi kèm trong mưa dông. Và mặc dù vào thời điểm ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhưng mức nhiệt cũng sẽ không còn quá cao. Trưa chiều ở Tây Nguyên chỉ trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ và tại Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên gió ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông quay sang hướng Đông Nam đến Đông, nhưng cường độ mạnh nhất cũng chỉ đạt mức cấp 4 đến cấp 5 nên tình trạng biển vẫn bình thường và ảnh hưởng không nhiều đến các hoạt động hàng hải. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, từ ngày mùng 5 tháng 5, mưa dông có xu hướng tăng lên. Bà con ngư dân cần lưu ý tầm nhìn bị hạn chế trong mưa và khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy là ngày mai, với ảnh hưởng của khí mát phương Bắc, nắng nóng về cơ bản chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chỉ còn xảy ra cục bộ ở vài nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu đón thêm những cơn mưa dông chuyển mùa, xảy ra chủ yếu vào lúc chiều tối, dập tắt nắng nóng những ngày qua. Bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin 6 giờ sáng mai.